Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Đồ Nghề Nhật Bãi của mình. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một số ít đồ nghề, một vài món linh tinh, trong đó có cả đồ thanh lý, đồ hư hỏng, đồ bình thường cũng có. Thì anh em vui lòng nghe kỹ, xem kỹ giúp mình, đừng có nhắn tin hay là gọi điện hỏi cho mình. Tất cả mình đã có ở trên clip, chẳng qua là tại anh em không xem thôi. Rồi, anh em nhắn tin chốt hàng cho mình, vui lòng để lại tin nhắn, địa chỉ đầy đủ rõ ràng giúp mình. Gọi cho mình không được cứ để lại tin nhắn, tại vì công việc của mình nó lu bu nên là mình không có thường xuyên mà cầm cái điện thoại hoặc là để chế độ bình thường được, mình hay để im lặng lắm. Giờ giấc của mình nó cũng khác người ta nữa nên là anh em thông cảm. Rồi, đầu tiên mã số 1, thì đây là cái mã số 1 đây. Đây là quạt Eon. Quạt Eon cái này thì kích thước nó mini thôi nha anh em, nhưng mà nó xài điện 220. Đó, ở đây nó có hai chế độ nè, cao và thấp. Cái này thì mình sẽ đo kích thước cho anh em. Đây, kích thước cao 17 thì anh em sẽ tự hình dung thôi nha, cao 17. Cao 18 chứ. 18 ngang 10 thôi. Và sâu là khoảng 6. Thì cái này chạy điện 220. Đây, ở đây nó có một cái lưới lọc. Đó. Anh em, đây là cái hạt bụi nó lọc nè, nó lọc bụi mấy bụi lớn nè. Thì nó lọc qua cái này. Còn ion này nó lọc những cái hạt bụi mịn nha anh em. Đó. Nó sẽ tạo cái ion âm để cân bằng. Cái này chạy điện 220, cắt kim ở đây. Lâu lâu anh em cũng phải mở ra để vệ sinh cái kim đó nha anh em. Lấy cái bàn chải sắt hay gì chà nhẹ nhẹ vô đầu kim. Đó, thì đây. Ha, cái này mini nhưng mà nó xài điện 220, thì bây giờ mình sẽ cắm điện 220. Điện 220, thằng này xài điện 220 210 cũng được nha. Ở đây thì tại vì cái này nó đang là ba chấu nên mình sẽ lấy kìm mình bẻ luôn ba chấu này đi. Bẻ luôn cái chấu thứ ba cho anh em về anh em thấy cắm điện xài thì bình thường thôi. Cái chấu đó là một cái chấu mát á. Nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Thì đây, anh em bật cái điện đó, nó sẽ lên nguồn. Nói chung cái này nó vừa để bàn làm việc của anh em được nha, hoặc là để bàn học cho học sinh hoặc là em bé mình đó. Đó, thì đây là chế độ cao nè. Đó, chạy rất là êm nha anh em. Nói chung quạt nó ra để mình đủ để trong cho một người sử dụng thôi nha, chứ không có ấy đâu. Còn anh em muốn nó gió nó mạnh hơn xíu thì anh em có thể tháo cái này ra, nhưng mà để tránh cái trường hợp mà gài tay vào nha, tại vì vô đây là nó sẽ bị giật, tại vì nó tạo ra điện mà ion đó. Thì anh em sẽ đóng cái này vào thì nó sẽ lọc được cái hạt bụi lớn đó. Thì cái này giá của nó là 450 cho một cái, mình hiện giờ mình còn hai cái đều giống nhau, xài điện 220. Cái này nó gọn thôi. Rồi, cái số 2 thì nó là một cái của, cái này rất là nặng, nó nặng tới 3 kg. Cái này thì nó xài điện 110. Thằng này thì Đài Loan xuất Mỹ, thằng kia cũng Đài Loan xuất Mỹ luôn. Mày nó xài điện 110, thằng này nó nặng lắm. Giá nó 450. Nè, chiều sâu của nó là 8 cm. Chiều cao là cả tính luôn cả chân đế là 25 ha, là 25. Chiều ngang là 14. Thằng này xài điện 110 nha anh em. Thì đây mình sẽ cắm điện 110 luôn. Đó, mình sẽ cắm điện 110. Mình bật cái này. Đó, đây là cái bộ điều tốc. Đây. Mình công tắc đây, mình sẽ bật cái bộ này, nó gần như là một bộ điều tốc luôn. Mình sẽ tăng lên. Đó, anh em sẽ nhìn tay mình. Cái quạt này thì nó mạnh hơn cái quạt kia. Đó, nó sẽ tạo ion nha anh em. Đó, đây. Anh em có thể chết cái mã này. Giá nó rất là mắc thì mình bán dịu 450 cho một cái thôi. Số 1, số 2 dịu 450 hết. Đó, thì anh em sẽ tắt công tắc ở đây. Thằng này xài điện 110. Thì mình sẽ ghi ở đây luôn. Là điện 110. Còn kia là điện 220. Đó, để tránh anh em nhầm lẫn. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 đây là cái này mình thanh lý nha anh em. Cái này sáng nay mình mới mua thôi, đi bãi mới mua, nhưng mà xui quá nó chết hay là hư gì thì mình không biết. Thì tình trạng của nó là mình nói luôn, đây là một cái sạc bình 12-24.
Đây, anh em xem kỹ nha. Đó, thì cái này là nó có vào điện nhưng mà nó không có ra đầu điện, nên là mình đo hai cái cực này rồi. Nó không có ra thì dây của nó rất là dày. Dây nó phi tới đây mình sẽ đo, phi tới 8 ly lận là anh em đo. Anh em phi cái dây này thì nó tải rất lớn đó. Ở đây nó bị đứt nè, anh em về có thể bấm cót nối lại. Đó. Cái chuyện nối nó bình thường lắm, kẹp của nó nè. Nói chung đồ này còn zin hết. Nhưng mà nó không ra điện, nó vẫn lên nguồn mà không ra điện. Đây. Ha, thông số của nó đằng sau này. Nó sạc 12V 24 thì là 17 với 15 ampe. Đó, điện 100. Hàng zin mình chưa có bung. Nói chung là xui thì chịu thôi, lời ăn thì lỗ chịu. Hàng mua 700-800 ngàn về chết thì mình bán bằng 1/3 thôi. Anh em nào mà mình nói luôn, anh em nào ép giá thì mình thà bỏ sọt rác, cắt dây bỏ sọt rác, chứ mình không có bán cái kiểu mà ép giá quá, thì tại vì đằng nào lỗ thì cũng đã lỗ rồi. Đó thì mình chẹt ở đây nè, nó cũng không có ra điện. Đó, cái này có chẹt cả chế độ sạc nhanh sạc chậm nữa nha anh em. Nguồn nó có nè, nguồn nó có ha, nhưng mà điện ở đây thì nó không ra. Cầu chì nó còn nguyên hết à. Bây giờ mình sẽ mở trong ra cho anh em xem. Mình mở trong, nói chung là anh em nào mà rành về điện tử á, hoặc là thích nghiên cứu thì có thể nghiên cứu. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra từ từ cho anh em xem. Bên này là, trong này là một cái mạch điện tử không à. Mình thì không có rành rồi. Nói chung mua đồ Nhật thì nó cũng hên xui. Đó, còn anh em nào mà muốn rẻ hơn á thì ra ngoài bãi mua, có thể mua đồ hư đồ sống rồi nghiên cứu. Và nói chung tỷ lệ chết thì nó cao, tại vì nó để ngoài gió mưa nắng mà hên lắm mới sống. Tổng cộng là mình mua khoảng 10 cái sạc bình thì tỷ lệ sống là 50-50 ha. Thì đợt trước anh em cũng có thấy mình thanh lý rồi đó, đồ điện mà lời ăn lỗ chịu. Mình sẽ mở ra cho anh em coi bên này, bên trong, tại vì mình chưa có đụng chạm cái gì hết. Đó. Để anh em nhắm, anh em nào làm được thì anh em mua về sửa. Đó, ha, bên trong rất là đẹp. Nhưng mà mình không có biết nó bị cái vấn đề nó nằm ở đâu. Đó, mình nói luôn, dây zin ha. Nội cái việc anh em về có thể lấy cái dây này chế, thì dây này anh em mua, dây này tải nó lớn. Nó đường kính nó tới 8 ly, cặp dây với cái kẹp là anh em cũng thấy là gần như là hơi tiền rồi. Đó, con này đời 2012. Tháng 11 2012. Đó, mạch miết trong này đầy đủ, mình không có đụng chạm cái gì trong này hết, chưa có đụng chạm. Rồi. Mình bật lên thì nó không có lên nguồn. À lên nguồn nhưng mà không có đây. Nhưng mà không có ra điện đó ha. Cái này thì chút nữa mình sẽ bắt ốc lại cho anh em. Rồi, tiếp theo qua cái món khác đi. Đây, ốc của nó thì mình để riêng ra, để chút mình sẽ bắt lại cho anh em, không thiếu một con nào hết. Rồi, tiếp theo mã số 4 là giá 350, là một cái bếp ga nha anh em. Cái bếp ga này mình nói luôn, cái bếp ga này của Nhật thì ở đây nó còn rất là đẹp, anh em có thể thấy nè. Thì nó bị rỉ cái là do mưa nắng thôi, vài cái không ảnh hưởng nhiều. Ở đây nè, mình nói luôn là nó xài bình ga cao cấp nha anh em, bình ga mà anh em mua mới 100% trong siêu thị á. Ở đây là cái van an toàn, anh em xài cái bình ga mà anh em chạy ra cái vèo ngoài siêu thị, ngoài tiệm tạp hóa, anh em đổi nó bơm không đúng áp suất là cái van này nó nhảy lên, hoặc là về anh em nhét cái gì vào cái van này là nó cứng luôn thì anh em mới xài được. Tại vì Nhật nó không có xài cái ga gọi là ga bơm lậu á, nên là đây đó, mình sẽ thử cho anh em nè. Đây là một cái bình ga nha, đây là cái bình ga của Việt Nam mình hay xài, chạy ra tiệm tạp hóa mình đổi thì cái bơm trong đây nó sẽ không bao giờ nó đúng cái áp suất hết á. Đây, để mình gắn vào đó. Đó, nên là anh em muốn xài anh em phải ấn cái này xuống và anh em mới ấy lựa ra được. Đó, anh em ấn, tại vì cái van an toàn nó sẽ nhảy lên nó sẽ khóa ga, nó không cho ra. Nào. Đó, như anh em thấy mình chẹt lửa nó không có ra ha.
Đó thì bây giờ anh em muốn sử dụng anh em phải ấn cái này xuống. Đây để mình ấn nó xuống. Thì anh em chẹt lửa nó mới ra nha. Đó để mình chẹt lửa. Đó anh em sẽ thấy cái lửa tia lửa nào đó. Lửa rất là đều, rất là đẹp. Đó, mình buông ra là nó sẽ mất mặc dù công tắc nó còn nè. Đó, nói chung là anh em mua cái bình ga mới của công ty hay của Namilus á, còn nguyên siêu, không có phải là dạng đổi thì anh em sẽ xài được ha. Đó, hoặc là về anh em á, ấn xuống anh em lấy cọng kẽm anh em nhét vào cái khe này thì anh em sẽ xài được. Đó, như mình đang ấn á, và bây giờ mình sẽ bật nè. Đó, anh em để ý bên kia nha. Đó, ga lên rất là đẹp, chỉ cần đánh lựa một cái một thôi là... Đó. Rồi. Cái này là cái bếp ga... Để mình nhả ra lại. Rồi. Đó còn rất là đẹp trên dưới ha. Nó bếp ga mini giống Việt Nam mình á. Rồi. Tiếp theo cái bếp cái này mình bán giá 350 nha anh em. Cái bếp này là bếp bếp đơn. Bây giờ mình sẽ tới cái bếp đôi. Rồi, đây thì mình sẽ tới cái bếp đôi. Bếp đôi này thì có cái kích thước là mình sẽ đo cho anh em. Chiều dài là chiều ngang là 33. Chiều rộng tới là 51. Đó, chiều cao là khoảng 12. Giá của nó là 700 nha anh em. 700. Bây giờ mình sẽ lên cho anh em nè. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp này lên. Đó, và mình sẽ cái này nó có một cái lớp che nữa và mình sẽ gài vào đây. Đó là anh em sẽ có được một cái để chắn gió. Nó có hai cái đồ gài cho anh em. Bếp này của Nhật thích nha anh em. Đó, thì cái hoạt động của nó cũng y như cái bếp kia, là anh em phải mua đúng cái bình ga. Cái này là tại vì mình chưa lau chùi nha. Chưa có lau chùi, chưa có vệ sinh. Đó. Cái thằng này là anh em sẽ hình dung ra được cái che của nó nè. Đó. Che chắn gió hoặc là xếp gọn lại, nói chung anh em đi du lịch cũng được, nhưng mà phải mua đúng cái bình ga. Đây mình sẽ test luôn. Ở đây cái van an toàn của nó nè. Đây cái van của nó này nằm ở đây. À, mình sẽ cho anh em xem. Đó. Anh em để ý cái tia lửa giúp mình nha. Để mình làm bên này cho anh em dễ coi bên đây. Đó, anh em sẽ đặt như đúng cái vị trí. Và anh em gạt. Rồi, anh em cũng vẫn phải ấn cái này. Tại vì đây là một cái van an toàn. Cái bình ga không đúng cái app của nó là nó sẽ... Nó sẽ không có cho nhảy. Đó. Chắc hết ga quá. Để mình coi lại. Đây. Đúng rồi. Đó, thì anh em sẽ nhìn cái tia lửa nha. Lửa lên rất là đều. Đó. Tại vì cái bình mình đang ấy nó cũng sắp hết ga rồi. Đó. Hai bếp nó hoạt động y chang nhau. Bếp bên này cũng vậy luôn. Đó là anh em phải mua đúng cái bình ga. Còn không thì anh em về nhét cái gì vào đây đó, nó ấn xuống là được. Nhưng mà nó mất cái chức năng của cái van an toàn. Đó. Anh em để ý cái tia lửa nha. Đó, lên rất là đẹp. Rồi. Đó thì bây giờ mình sẽ xếp gọn lại nè. Cái này thì anh em mua về anh em chịu khó chà rửa lại nha. Tại vì mình không có thời gian mình làm. Mình bán luôn. Rồi, mã giá của nó là 700.000. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 đây. Mã số 5 thì đây là một cây mỏ lết răng của Mỹ, thế xéo, giá 500 ha. Cây này hạ là
thợ là E12 để mình đo cái tổng chiều dài của nó ha. Tổng chiều dài của nó là 28 quá. Đây, tổng chiều dài nó là 28. Đó. Đây thì răng cọ nó rất là đẹp. Đây là cây của Mỹ. Cái phần răng này là một cái răng hợp kim tháp rim vào chứ không phải là phần sắt này. Đó, cái này là mình chưa có xịt cái bôi trơn để bảo quẹt như xét ha. Đó. Còn rất là đẹp, rất là chắc. Đó. Răng cọ ok. Thì để mình coi nó mở ra tối đa được bao nhiêu. Mở ra tối đa được khoảng 50 đi. Mình tính cho 50 cho nó tròn. Đó. Rồi. Giá của nó là 500 ngàn. Rồi tiếp theo mã số 7 là một cây cắt gió đá. Cây cắt gió đá giá 600 ngàn của Nhật. Đây, của hãng Gittger. Cây này mình chưa có vệ sinh. Về là thử hơi hít này kia là kính không xì ha. Ở đây thì mình sẽ lựa kèm luôn một cái đầu bếp cho anh em. Web sơ cua còn mới tinh chưa xài. Đó, đây là cái đầu web cũ của nó nè, bằng đồng nguyên khối nha, rất là chất. Thì mình sẽ kèm luôn cái đầu web này cho anh em. Đó, đầu web này cũng là hàng nội địa của Nhật nè, không phải hàng tào lao nên là anh em yên tâm luôn. Đó, ở đây mình thử hết rồi kính nha. Đó, giá của nó là 600 ngàn, gồm có một cái van nè, hai van và đây là ba van. Van này thì mình không có rành về cái này nhưng mà mình bán với giá 600, anh em xem có phù hợp thì mua. Rồi tiếp theo cây số 8, đây là một cái van xịt hơi nước, vệ sinh hơi và nước của hãng Meiji. Cái cây này thì ở đây nó bị gãy một cái phần này, anh em về phải chế lại thì một cuối clip mình sẽ thử cho. Cái này là mình chỉ vặn bằng tay sơ sơ nha, nên chút nữa mình gắn á. Và anh em muốn gắn lại á, anh em phải dùng cao su non, anh em cuốn lại cho nó kín hơi. Nước với hơi thì anh em phải dùng cao su non hết ha, cho nó không xì. Nhưng mà tại vì mình gắn tạm để khi mà mình chút nữa mình test cho anh em. Đó, thì ở đây là vệ sinh hơi và nước của hãng Meiji giá 500. Trước là mình bán này rất là nhiều. Mã số 8, rồi tiếp theo mã số 9 ha. Mã số 9 thì mình nói luôn, mã số 9 tất cả nằm hết ở đây. Mình lỡ này là mình bán thanh lý, mình bán hết không bán lẻ, tính ra là 100 ngàn một món, đếm tính tiền, mình bán hết không bán lẻ. Đó, thì ví dụ như cây thước thủy này, giá là 100 ngàn của Nhật. Đó, thì nó kèm chung kia luôn mình. Đó, đây, đầu tiên là cái thước thủy là một món nè, hai cây thước nè. Đó, cây thước là chia độ dài 30cm, đó rất là dày, cứng. Đó, dày lắm. 100 ngàn, 3 món là 300 nè. Rồi bộ tua vít thử điện, đó gồm 5 đầu, hoạt động tốt hết nha anh em. Ở đây mình chưa có thử lại cho anh em nhưng mà mình bảo đảm cho anh em là hoạt động tốt chứ không có hàng nào lỗi hết. Đây, thử luôn cho anh em. Mất công anh em kêu mình bán thanh lý hàng lỗi, hàng nào không lỗi thì mình nói luôn là lỗi, còn không thì thôi à. Đó, đây ổ điện 220 ha. Ổ điện 220. Đó, anh em thấy không? Thấy nó lên đèn ha. Anh em chịu khó nhìn ở đây nè, nó lên đèn. Đó. Tay mình á. Nói chung nó hoạt động tốt hết á. Mình qua mình bán thanh lý thôi. Chứ không có vấn đề gì. Thanh lý để cho nó rộng cái phòng, mình còn về cái hàng khác. Rồi, cắt ống đồng của Đức. Cái này của Đức nha anh em, nhiều anh em lầm nó bị của Mỹ. Ở đây nó còn lưỡi sơ cua luôn. Lưỡi sơ cua trong này anh em tháo con ốc ra, rất lưỡi sơ cua, nó cắt từ ống tới ống 27. Đó, thụt vô hết thì anh em sẽ cắt ống 27. Đây. Đó. Rồi, cái ép tỏi giá 100 ngàn luôn. Ép tỏi nốt rất là cứng cáp. Đó, rồi. Ba cái này, ba cái chia ổ cắm. Anh em xài điện 220V cũng được, công suất 15A. À, dòng 15A, tải là khoảng 1500W cho ba cắm này. Đó, cái này là của Taiwan xuất Nhật nha anh em. Ở đây nó có chữ của Taiwan. Còn hàng này chắc của Nhật hay của Đài Loan gì đó. Nói chung nó cắm vô rất là chắc. Nó không như ổ cắm Việt Nam mình và nó lắc léo được 180 độ nha, 360 chứ. Đó, anh em sẽ chuyển được 360. Đó, là 100 ngàn ba cái này luôn. Rồi, cái đập thịt này cũng 100 ngàn. Rồi, cái cắt ống đồng của Mỹ vẫn còn lưỡi sơ cua,
Sữa sô cô nằm đây. Cũng 100 ngàn luôn. Mình bán hết không bán lẻ nha anh em. Kèm câu cá màu đỏ, giá 100 ngàn. Bằng nhôm, lưỡi rất là bén. Ở đây bị oxy hóa một chút. Thôi, đây là cái bình bông. Đó, bình bông. Bằng Atimon. Đây là cái cắt ống, cắt được ống từ 16 đến 21 thôi. Đây là ống 21 đổ xuống á. Cắt hơn nữa thì không được. Dao gỗ. Đó, của Nhật, bị mẹ xíu ở đầu, lưỡi rất là đẹp. Ha. Rất là bén. Nói chung là mình bán hết không bán lẻ. Cái đây là kích thước 2 m nữa của Nhật. Thước 2 m của KDS của Nhật. Đây. Để anh em làm đồ mộc này kia. Làm nhỏ đó. Thì ở đây nó có bao nhiêu món ta, để mình đếm lại. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 món là mình tính 1,4 triệu nha anh em. Cái này mình không bán lẻ nên là anh em nào mà hỏi bán lẻ, ví dụ như cái cắt ống bán lẻ không, anh hay là em hay là cháu gì đó, thì mình xin phép mình không trả lời nha. Mình nói luôn ở trên clip là để mình không bán lẻ, tại vì mình sẽ ưu tiên cho những anh em nào mà mua hết. Ví dụ như nói chung là 1,4 triệu anh em ra ngoài bãi, anh em không có ai mà bán cho anh em với cái giá này được, bảo đảm anh em luôn. Anh em cầm cái này lên ngoài bãi nó bán cho anh em 200-300 ngàn. Anh em nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh nó không tin mình đó, ra đi mua thử rồi sẽ biết cái giá này ở ngoài bãi nó bán sao ha. Mình thực tế lắm, nếu mà anh em mà mua được với cái giá mà 50-100 ngàn ở ngoài bãi, liên hệ mình cho thêm 200 ngàn nữa. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em ha. Cái này nhiều khi nói thẳng đụng chạm tự ái anh em. Rồi, đó, tổng quan lại một số món hàng. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. À quên, một xíu nữa cuối clip anh em nhớ coi cái này nha. Mình sẽ test luôn cái này. Rồi. Cái này á, thì anh em nào mà và có thể chế lại cái này cho nó dính vô, hoặc là thay cái này. Tại vì mình không có thời gian rảnh để mình làm ha. Đó, anh em chỉ cần vặn ra nè, đây nè. Đó. Với lại vô cao su non do kính thôi, cái này nó đang bị xì là do mình chưa có vặn. Đó, nó còn lỏng lẻo lắm. Đó, bây giờ mình sẽ test cho anh em. Ở đây là cái van hút nước. Đây là cái này hút nước thì anh em không xài nước, anh em vặn xiết vào thì ở đây nó sẽ ra không có nước. Đó, còn anh em mở cái này ra, anh em nhìn tay mình nè, mình mở ra thì nó sẽ hút nước lên. Đó. Em nói không? Là anh em ví dụ như cái này là cái hóa chất gì mà anh em không đụng tay vào được á, thì anh em sẽ dùng cái này để hút lên. Ví dụ như anh em xịt rửa cái lốc máy của xe hơi, hoặc là những cái kẹt mà anh em không có thể chọt tay vào anh em cọ được á, thì anh em sẽ dùng cái này để xịt. Đó. Đó, nó ra rất là mạnh nha, ra tạo ra cái hơi xương. À. Quay khúc kia rồi xem cho nó ra cái tia xương. Đó. Anh em không xài nước nữa thì anh em sẽ khóa cái này lại, là anh em sẽ, cái vòi này anh em sẽ sử dụng được hai cái, vừa hơi vừa nước. Đó, cái này hồi trước mình bán là 600-700 ngàn, tại vì cái này nó bị gãy nên là mình sẽ bớt lại để cho anh em về anh em tự xử lý ha. Đó, thì mình mua bãi thì nó gãy thì chủ bãi nó bán cũng rẻ hơn thôi, chứ không phải là giá là do mình định. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em.